Chào tất cả các bác. Thì hôm nay em giao lưu với các bác một sản phẩm này. Thực ra thì em cũng không định bán lẻ sản phẩm này đâu. Cũng không định bán lẻ đâu, nhưng mà tiện thì em sẽ làm một cái clip để cho các bác biết về sản phẩm. Chứ thực ra là em cũng không bán lẻ. Có bán nhưng mà ít lắm. Không bán lẻ nhiều. Đó là chiếc máy chống hú các bác nhé. Chiếc này thì hôm trước có một bác ở trong quận 7 các bác ấy lấy của em, lấy 50 con. Mỗi một thùng này là 10 con các bác nhé. 2.0 này. Thì đây thì 3 trên 10 các bác nhé. Dưới này thì 2 trên 10. Tất cả em có 10 thùng về là 50 chiếc, vì bác ấy lấy luôn 40 chiếc rồi, em còn 10 chiếc thì em để lại em giao lưu với các bác. Bác nào có nhu cầu thì em giao lưu. Đây là một sợi cáp nguồn, một cái tai để mà bắt vào cái thành của cái tủ thiết bị của các bác, bắt được tủ. Thì thật sự là em cũng không bán lẻ vì thị trường cũng nhiều người bán. Đó là chiếc XTR 2.0 các bác nhé, chống hú, máy chống hú. Con này thì chạy nguồn xung các bác nhé, 110V cho đến 240V, made in China, có hai cổng mic các bác nhé. Ở trong miền Nam thì các bác ấy bán rất tốt con này các bạn, trong miền Nam bán rất tốt con này luôn. Thì bác ấy lấy quen của em rồi. Hôm nay em lại đóng 10 con, đang nhân viên đang chạy phần mềm con T3 đang chạy phần mềm từng con một. Nhân viên em đang chạy phần mềm từng con một, đóng 10 con và chuyển cho bác đây. Bác ấy bán rất là tốt. Em thì em chuyên đổ buôn rồi bán lẻ rất là nhiều. Đây con xe T3 đây các bác. À, lại đi 10 con đóng cho bác ấy chuyển. Thì hãy giới thiệu về con XTR 2.0 này. Con này thì thật ra thì cũng rất nhiều người bán rồi. Miền Bắc mình có vẻ là không thích mấy, miền Nam thì thích nhiều hơn. Thật ra là bác ấy bảo là lấy trước 40 con, còn đâu sau các bác ấy có thể lấy thêm. Đây em còn chục con thôi. Mỗi thùng còn 5 chiếc. Đây 10 kiện này. Đây là 3 trên 10 kiện. Đấy. Rất là đơn giản thôi. Thì con này em bán rất rẻ các bạn, giá rất rẻ, ưu đãi luôn, rẻ nhất thị trường luôn. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Bán giao lưu thì bán chơi thôi các bạn, không bán số lượng nhiều đâu. Có thì em bán, bác kia lấy nhiều thì em để hết cho bác đấy, chứ còn đâu bán lẻ, bán vài con, không bán nhiều. Vì em biết nhu cầu của anh em cũng không nhiều về cái vấn đề này. Trong miền Nam thì nhiều anh em đi sâu to ấy, thì nhiều bộ to. Kể cả gia đình người ta cũng đánh vì đất rộng mà. Nên anh em đánh những bộ to thì thỉnh thoảng nó bị hú, thì dùng con này thì ok. Những vườn hàng mấy hecta xong thì kéo bộ dàn ra hát và đứng gần thì nó sẽ hú. Nên sẽ dùng con này sẽ hết hú luôn các bác nhé. Đấy. Nếu dùng gia đình thì có cũng được mà không có cũng được. Thật ra anh em không bán nhiều con này. Chỉ đổ vào trong đấy thôi, và các bác lên thì bán rất nhiều. Hôm nay lại bay chục con cho bác. Bác trong em bác không muốn tên trong quận 7 thôi nhá, bán trong đấy rất nhiều. Đấy. Tí em sẽ có một cái clip mở nắp con này cho các bác nhá. Cảm ơn các bác làm cái clip giao lưu thôi.